Wow, chúng ta có một chiếc bánh thật là tuyệt vời. Mình có cảm giác nó sẽ rất ngon đây. Ồ, đừng nói, chỉ cần thêm tất cả các loại thứ ngon bổ sung nữa. Ví dụ như sô-cô-la Twix chẳng hạn. Tuyệt chưa? Ôi, Twix, không, chúng không thuộc về trên mặt của chiếc bánh này. Hãy để có những chấu gấu kẹo dẻo Haribo ngon lành ở đây nhé. Có gấu gì nữa, mình muốn sô-cô-la ở đây. Ê, sao bạn dám? Đây là những gì mình sẽ làm với sô-cô-la của bạn. Vậy chứ gì? Vậy thì bạn nghĩ bạn có thể nghiền sô-cô-la vào sẽ không ổn sao? Không thế đâu. Nhận lấy đi. Bạn đã làm gì vậy? À, bạn muốn chiến tranh chứ gì? Bạn sẽ có một cuộc chiến đấy. Ôi không, vì bạn mà bây giờ mình ngọt ngào và nâu nữa chứ. Mình sẽ cho bạn xem, bạn sẽ biết cách đổ siro lên người mình. Đây, diện lấy đi. Đây là kết thúc rồi, kết thúc sự kiên nhẫn của mình. Điều gì đang xảy ra ở đó vậy? Bây giờ mình sẽ đi xem vậy. Nhận lấy đi. Ôi, các con đang làm gì vậy? Mẹ vừa mới dọn dẹp ở trong nhà bếp xong mà. Tại sao các con không thể xấu hổ? Con biết không, con đã làm mẹ rất bực mình. Các bạn gái, các con sẽ phải giải quyết tất cả xung đột trong thử thách thôi. Wow, có vẻ như chúng ta đang chờ đợi một thử thách cùng với những chiếc bánh. Mình sẽ là người bắt đầu. Mình rất muốn biết món ngon bổ sung cho chiếc bánh của mình là gì. Wow, chiếc bánh này cứ quay mãi mãi. Nhưng không sao, không ai làm phiền mình để ngăn cản nó. Thành thật mà nói, mình sẽ nhắm mắt lại. Gì? Wasabi? Nhưng mình đã mơ ước rất nhiều rằng mình sẽ có được một cái gì đó ngon. Mia đến lượt bạn quay xe rồi đấy. Mình hy vọng mình sẽ gặp may mắn. Ôi, đúng rồi. Nhưng nếu mũi tên ở giữa thì mình sẽ không nhận được gì sao? Mình đã sai rồi, mình sẽ nhận được mọi thứ. Và phần tuyệt vời nhất, mình có thể trang trí bánh và làm nó ngon hơn nữa. Ôi, mình thích Nutella. Nhưng làm nào để trải đều nó lên trên mặt bánh nhỉ? Đúng rồi, nghĩ ra rồi. Bạn ấy nghĩ gì vậy? Cần giúp đỡ với vật tư xây dựng. Cái thìa này sẽ giúp mình nhé. Ôi, trông ngon miệng quá. Mình ước mình có thể thử bánh này. Và vẫn còn chưa hết đâu. Bây giờ cần phải dùng cây này lan lên và phết đều sô-cô-la. Bây giờ mình sẽ làm một cái này rất đẹp luôn. Và bây giờ chúng ta có thể chuyển sang sô-cô-la. Cần phải loại bỏ giấy gói kẹo trước đã. Và sau đó bắt đầu thôi. Ồ, đẹp thật đấy. Điều quan trọng nhất là không mắc lỗi với các kích thước. Vì vậy điều quan trọng là phải đo mọi thứ bằng thước dây trước tiên nhé. Mọi thứ đều vừa vặn với kích thước rồi. Giờ thì có thể làm viền thanh kẹo cho chiếc bánh này rồi. Kate, bạn đang chờ gì vậy? Bạn có một đống wasabi kìa. Ôi không, chúng mùi đã cay rồi. Nhưng mình sẽ chứng minh rằng mình dũng cảm. Mình không sợ một ít wasabi đâu. Bây giờ chỉ cần quệt wasabi lên trên bánh thôi. Để làm điều này mình sẽ dùng cái thìa. Mình không nghĩ Mia sẽ phiền đâu. Ồ, vẫn còn sót lại một chút ít Nutella này. Sẵn sàng. Mình nghĩ không nên rửa thìa làm gì. Tốt hơn hết, hãy ném nó lại cho Mia để bạn ấy có thể thêm gia vị vào cho chiếc bánh vô cùng thơm ngon của mình. Tại sao sô-cô-la lại có màu xanh? Giống như wasabi hơn đấy. Kate, bạn không thể xấu hổ sao? Ê, sao bạn dám? Nếu bạn đập vào mắt mình thì sao? Thôi, dừng đi. Đến giờ ăn rồi. Có vẻ như Kate hoàn toàn bị điên rồi. Chúc mình may mắn đi. Ôi, sao giờ ngon không? Đã đến lúc mình ăn bánh rồi. Có điều gì đang nói với mình rằng
Cái này sẽ rất tuyệt vời. Ồ, mình nói đúng rồi. Mình chưa bao giờ thưởng thức một chiếc bánh nào ngon như vậy. Mình không thể dừng lại được. Ôi, đây là một quả bom sô-cô-la thực sự. Quả bom sô-cô-la. Nhưng mình thì không phải bánh mà là một lửa thực sự đấy. Thôi được rồi, bắt đầu thôi. Ôi không, mình đã nói đúng. Bây giờ mình sẽ cháy mồm mất. Kiêu. Ôi, cần thêm. Ê, biến đi. Với việc cậu lấy đồ của người khác, một chiếc bánh phê, trừng phạt đang chờ đợi bạn đây. Không, không, nó sẽ không tồi tệ hơn đâu. Ôi không, mình ghét chúng. Đáng đời, bạn sẽ biết làm nào để ăn cắp đồ của người khác. Mình không nghĩ bạn cần phải cho trứng vào bánh đâu. Mình sẽ đồng ý nếu những quả bóng đó chỉ kết thúc trên đầu bạn thôi. Ôi, thật là tốt hết rồi, kinh quá. Ôi, sẽ ngon đấy. Ê, sao bạn ngủ vậy, dậy đi. Ừ, đúng rồi. Yeah, mình có kẹo. Còn cái gì mình sẽ được đây? Thức ăn cho chó. Nhưng mình không phải là con chó mà. Nhưng bạn vẫn phải ăn nó thôi. Và ở đây đang chờ đợi mình, đang chờ cả một thùng đồ ăn ngon lành. Hey, what? Awesome. Chưa ai từng thử thức ăn cho chó cả. Có lẽ nó thực sự rất ngon. Chỉ có điều mình không thể mở nó ra được. À, từ trước đến nay có một cái giải đặc biệt ở đây mà. Mùi của thức ăn này làm mình phát ngán mất. Còn mình thì rất thích kẹo. Nó chua quá và rất là ngon. Ôi, thêm một trên chiếc bánh ngọt. Đây mới là tuyệt vời. Ôi, tuyệt quá. Đẹp chưa này? Awesome. Đấy, thử nhá. Ôi, đẹp quá. Vị chua đã được cảm nhận. Ôi, mình rất thích. Kate, đừng nhìn nữa. Ăn đi. Nhưng nếu mình đổ ra khỏi gói, mình sẽ được quá nhiều. Mình nghĩ một nắm tay là đủ rồi. Ừ, đủ rồi. Không, không, đổ hết ra. Nhưng tại sao bạn tức giận vậy? Bạn hài lòng chưa? Bây giờ mình sẽ không có cái bánh mà là một cái bắt đựng thức ăn. Mình hy vọng mình sẽ không bị nôn ra khi ăn thứ này. Ôi, kinh quá. Ôi, trời ơi, tại sao chó lại thích vậy? Hello em bé yêu. Ôi, hãy xem có bao nhiêu thức ăn này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con chó đến từ đâu vậy? Mình không thể chịu được chúng. Mình bị dị ứng. Biến ra ngoài. Ê, bạn ác thật đấy. Thôi được rồi, nếu chó có thể ăn, mình cũng có thể ăn được. Ôi không, mình không thể. Ôi thôi. Ôi, cũng rất là chua. Không có bánh chua quá. Ôi, bạn nên nhìn thấy khuôn mặt của bạn. Rất tiếc điện thoại của mình ở xa, không thì mình đã chụp lại rồi. Chính xác, trong khi bạn đang đông cứng, mình có thể cho chó yêu ăn này. Em yêu, ăn ngon nhá. Ô, con chó lại ở đây rồi. Kit, bạn lại vi phạm quy tắc rồi. Bánh xe trừng phạt. Ôi, có lẽ chúng ta không nên. Nên chứ. Thôi được rồi, vẫn phải ăn thôi. Ôi không, nó sẽ làm hỏng lớp trang điểm của mình. Nhưng sẽ rất vui đây. Ôi không, mình cần đi tắm ngay bây giờ. Còn mình nghĩ rất hợp với bạn đấy. Thật là kinh tởm. Tớ chắc chắn tớ sẽ thắng cậu trong thử thách này thôi. Tớ không nghĩ vậy đâu. Tớ đã xác định rồi. Sẽ rất khó để làm tớ bối rối. Ôi, dâu tây tươi thật là tuyệt. Đấy, tất cả đã bắt đầu từ thất bại rồi. Tớ sẽ không nói điều đó đâu. Tớ đã có những quả dây chín và thơm. Sô cô làm cho nó thậm chí còn ngon hơn. Tớ rất vui vì tớ có thể ăn cái này. Có lẽ cậu muốn chứ Mia. Ê,
Tại sao cô lại trêu chọc tớ vậy, Jennifer? Thật là không công bằng. Tớ chỉ muốn một ít niềm vui thôi. Dâu tây của tớ và chỉ của tớ thôi. Và nó ngon lắm sao? Kết hợp hoàn toàn hà mảo với cả sô-cô-la. Ê, đừng có ném tớ nữa. Tớ không thích nó đâu. Thôi nào, tình cờ thôi. Tớ đã nghĩ ra một cái này rồi. Cậu lại muốn trêu tớ một lần nữa sao? Tớ không tin đâu. Không, tớ chỉ muốn cho cậu xem một mẹo nhỏ. Tuyệt phải không? Đó vẫn là chưa tất cả đâu. Bây giờ sẽ rất mạo hiểm. Tớ sẽ bắt được tất cả các quả mọng trong sô-cô-la ngay lập tức. Hãy chúc tớ may mắn đi. Ôi không, ôi không được rồi. Tất cả bay ra ngoài rồi. Trời ơi, tại sao tôi bị dính sô-cô-la và làm mất hết cả dâu tây rồi? Cậu xứng đáng với điều đó, đó là lỗi của cậu. Hãy xem cậu ăn ớt của mình như thế nào nhé. Tớ nghĩ ăn nó khó hơn nhiều so với bắt một quả dâu tây phủ sô-cô-la. Tớ không chắc mình có thích nó không, nhưng tớ sẽ không phải lựa chọn. Tớ nghe nói rằng đôi khi ớt cho thêm sô-cô-la vào, nó sẽ không thể tưởng tượng được. Ôi, thật là khó chịu, nhưng tớ có thể xử lý được. Mia, mặt cậu đỏ hết rồi kìa. Bởi vì tớ đang cháy. Miệng tớ đang bốc cháy kìu. Tớ nên làm gì rồi? Không, không, trời ơi. Trời ạ, có thể cho tớ nước mà. Ôi, có thể uống sô-cô-la. Hù, tớ đang rất nhiều rồi. Nhưng tớ cảm thấy hơi mệt. Tớ muốn nghỉ ngơi một chút. Ôi không, trời ạ, cậu đã đốt quả dâu tây cuối cùng của tớ. Xin lỗi, vô tình xảy ra thôi. Không thể chờ đợi tìm hiểu ra cái gì bên dưới nắp. Của tớ có Skittles. Tớ rất vui vì nhận được nó. Ôi tuyệt thật đấy, của cậu thì có gì? Bây giờ sẽ xem nhá. Trời ạ, mẹ ơi, thật là cá. Kinh tởm, nó bốc mùi kinh khủng. Thế thì ăn nhanh lên để không ngửi thấy mùi này nữa. Ôi, đây là điều tồi tệ nhất mà nó có thể xảy ra. Hãy xem cậu xử lý nó như thế nào nhá. Là xem có quản lý được không. Đừng chọc vào mũi tớ. Cậu tự ăn đi. Ôi, cậu tốt thật đấy. Bù. Tại sao cô làm tớ sợ vậy? Ups. Ôi, trúng mục tiêu tuyệt lắm. Bây giờ lấy cá và ăn nó đi. Ôi, cậu đã đúng. Cần phải làm nó nhanh lên thôi. Đấy, xong rồi. Tớ đã ăn được rồi. Ừ, một cảnh tượng thật là khủng khiếp. Tớ rất vui vì nó đã qua. Thời gian để ăn Skittles rồi. Tớ nghĩ đây là một vài thứ. Tớ đến lúc bắt tay và thực hiện kế hoạch của mình rồi. Với sự trợ giúp của cái thìa, tớ có thể xúc đồ ngọt và đẩy sô-cô-la vào. Có lẽ cho tớ một miếng được không? Không, đi ra đi cho tớ ăn. Tớ đang bận lắm rồi. Cuối cùng tớ có thể nếm được những hạt sô-cô-la tuyệt vời này. Trời ạ, quá là tuyệt vời. Món này ngon vô cùng luôn. Tớ không nghi ngờ điều này đâu. Tớ cũng muốn thử ăn một chút. Ê, trả kẹo cho tớ đi. Ê, đồ tham lam, cậu có thực sự cảm thấy tiếc khi cho tớ một viên kẹo được không? Nhìn kìa, chúng ta đã thả Skittles ngay vào đài phun nước rồi. Ồ, nhưng đó là điều rất tốt. Nó rất là tuyệt vời luôn. Ôi, ngon thật đấy. Tớ muốn thử nó. Không, một lần nữa là không rồi. Tớ sẽ nhớ điều này đấy. Chúng ta hãy tiếp tục. Cùng nhau mở nắp ra nhé. Thật là một chiếc bờ ngon lắm. Hạnh phúc của tớ không có giới hạn luôn. Cậu thì có gì vậy? Chiếc bánh khổng lồ, đẹp và mê hồn luôn. Loại kem này rất hấp dẫn đối với tớ. Cậu đang làm gì vậy? Đừng bao giờ chạm vào bánh của tớ với bàn tay đầm thỉu của bạn. Tốt hơn hãy ăn burger đi. Thôi được rồi, tớ vẫn có việc phải làm. Tớ sẽ đổ sô-cô-la lên và thử. Tớ không biết là nó sẽ có vị như thế nào nhỉ. Chưa bao giờ tớ thử món này luôn. Và tốt nhất là không nên thử luôn. Trời ạ, ngốc lắm. Rõ ràng ngay lập tức nhìn thấy sản phẩm không tương ích rồi. Tớ biết phải làm thế nào để sửa rồi. Chỉ cần ăn tất cả những thứ gì bên trong. Dưa chuột, cà chua, rau diếp, thịt, nước sốt và món chính của tớ. Và một chiếc bánh phủ sô-cô-la với món tráng miệng của tớ. Ôi vâng, suýt thì quên mất phô mai. Nó cũng cần được ăn sớm. Nếu không có sô-cô-la thì sẽ không ngon đâu. Ôi, nhìn miếng thịt này làm ngon làm sao. Tuyệt quá, ngon thật. Riêng tớ thấy tớ ăn rất no rồi đấy.
cần thêm một bữa nữa. Ê, kết thúc nhanh lên. Tớ còn một chút nữa thôi. Đấy, đấy, còn mỗi bánh thôi. Tớ đã đến lúc phải tắm cho nó trong đài phun nước rồi. Nó sẽ thành một miếng bánh ngọt rất là ngon. Hoặc bánh sandwich rất là đẹp. Mùi thật là tuyệt. Ôi, ngon làm sao. Kế hoạch của tớ đã thành công rồi. Tớ thật giỏi. Xong. Tuyệt quá, tớ rất vui vì cậu đã hoàn thành. Bây giờ tớ có thể nếm thử chiếc bánh của mình. Nhưng tớ lấy như thế nào nhỉ? Tớ biết rồi, cần phải cắt nó thành nhiều mảnh. Như này tiện lợi hơn rất nhiều. Ôi, trông đang khá là tốt. Chỉ cần tăng tốc một chút thôi. Đến đây nào em yêu. Đã đến lúc phải tắm sô-cô-la rồi. Tớ chắc chắn tớ sẽ tạo ra một quả bom ngọt ngào. Nếu không, nó sẽ không thể khác được. Trông thật là tuyệt vời. Đến lúc nếm thử rồi. Liếm cả ngón tay. Ôi, dáng như tớ được thử. Xin lòng đấy, chúng ta là bạn mà. Điều này không thay đổi bất cứ điều gì, không? À, tốt vậy. Vậy thì em sẽ phải dạy cho kẻ tham lao này một bài học thôi. Cậu ấy sẽ không bao giờ chia sẻ với tớ. Hay xem bạn ấy sẽ nói gì sau vụ này nhá. Tớ nghĩ bạn ấy sẽ rất thích cái này thôi. Một vài giọt là quá đủ rồi. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đợi nào. Ôi, tớ muốn ăn thêm. Ngon thật đấy. Tớ không thể dưỡng lại được. Đấy, bạn thật sự thích không? Vẫn hỏi, tất nhiên rồi. Nhưng tại sao lại cay đến thế? Toàn bộ miệng của tớ bị cháy. Tớ còn uống nước, trời ạ. Ôi, ôi, không khá hơn chút nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dường như mỗi phút bụng tớ càng cháy hơn. Cứu! Đấy, bạn ấy uống quá nhiều sô-cô-la Tabasco rồi. Cần phải dập tắt nó thôi. Thật sự là không có lựa chọn nào khác không? Mặc dù điều đó không quan trọng, nhưng điều chính là nó đã trở nên dễ dàng hơn đối với Vũ Phương. Sô-cô-la có thể làm món ăn nào ngon hơn hay không là tùy thuộc vào cậu. Rút ra kết luận và chúng ta sẽ tạm biệt ở đây nhé. Hẹn gặp lại!